Và đây lời của Chúa nhắc nhở tại nơi đây. Ngày sai của người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi, rồi người ta cột chân người vào trong cung, làm cho người bị cầm bị xiềng. Chúa ơi, tại sao con kính sợ Chúa quá mà con gặp điều bất hạnh như thế này? Trên suốt đoạn đường đi đó, người Madian sợ Joseph trốn. Một chàng trai 17 tuổi có thể chạy rất là nhanh, có thể mọi đường không nổi đấy, không kịp đấy, cầm lại xiềng lại để rồi đi bán thì sẽ có một số lời vấn vấn. Nhưng rồi bán được vào trong tay của Potiphar, và tại nơi đó nhiều năm phục vụ và chủ khám phá một điều, để là con người được giao qua những Chúa Trời thần minh của sự sáng ở cùng. Và thưa con cái của Chúa, ở trong trong nhà đó quyền của Joseph rất lớn, được tự do trong nhiều phương diện. Đến nỗi một ngày kia trong cái diện mạo của Joseph, cái tài năng về sắp xếp trong gia đình của Joseph đã phải lòng vợ của quan nội vụ Potiphar. Vì vậy bà cám dỗ cái chàng trai tối mỗi này, xin hãy đến ăn nằm với bà. Chúng ta thấy đây là một việc thật là lạ lùng, và đồng thời dường như cho chúng ta biết cái bức tranh của xã hội vào lúc bấy giờ. Trong cuộc sống gia đình đó, sự cám dỗ có thể đến bất cứ giờ nào. Nếu người ta không sợ Thiên Chúa thì người ta không có sợ ai hết. Cho nên bà Potiphar quyến dụ để Joseph được đến gần và ăn nằm với bà. Mà có lần tôi giảng dạy cho Hồ Thánh khi tôi học bài học này với quý đệ tử của Chúa. Ông đã nói một lời, Joseph là một chàng trai đã nói một lời: tôi làm sao dám phạm tội ác, tội đại ác dường ấy. Có nghĩa là tại đó không có người thân yêu của Joseph, nhưng tại đó có Đức Chúa Trời của Joseph ở cái hoàn cảnh đó. Cho nên Joseph không có dám phạm tội. Và một đầy tớ của Chúa giảng dạy bài này nói một lời rất vui: phương cách để đắc thắng sự cám dỗ, phương cách để đắc thắng sự cám dỗ, đó là ba chữ C. Là một thanh niên giơ tay lên nói rằng: thưa mục sư, để cho dễ nhớ, con xin đóng góp cho mục sư phương cách để đắc thắng sự cám dỗ, đó là mình sử dụng vitamin C. Vitamin C. Khi vợ của Potiphar quyến dụ mình chống cự, chống không nổi, cự không nổi gì, dạ còn chữ C nữa, dạ chạy, chống cự chạy, nhưng mà chạy không tốt, bà ta lột cái chiếc áo lại, người ta du qua cái thằng nô lệ người Hebrew mà ông đem về nhà đây, nó tìm cách lân la gần gũi với tôi, và tôi đã chứng được cái áo của nó này. Và đấy, đó là cái điều đã xảy ra trong cuộc đời của chính Joseph đấy. Và khi đó người ta đã có luật pháp của bấy giờ tống Joseph vào trong ngục, đã làm cái người bán ở chợ nô lệ, rồi ở trong nhà của Potiphar bây giờ vào trong ngục nữa, lại cái hoàn cảnh nó lại đen tối hơn nữa, đen tối. Liệu Chúa có nhớ đến mình không? Liệu Chúa có còn biết mình trong hoàn cảnh này hay không? Và xin thưa với con cái của Chúa, ở trong đó quan cai ngục đó, người ta còn biết là ô đây là con người Hebrew lạ lùng lắm, khác hơn bao nhiêu tên tội phạm khác. Cho nên giao Joseph làm việc này, giao Joseph làm việc kia, thì bước biết rằng có Jehovah Đức Chúa Trời phù hộ cho Joseph. Ngày kia có hai ông quan nằm mơ, và khi nằm mơ không có ai giải mộng được hết. Thế là nhờ chính cái chàng tù nhân Joseph đó giải mộng cho mình. Một trong hai ông quan đó, một vị quan được tha, một vị quan bị xử tử, đúng như cái điều mà Joseph đã giải thích. Thế cho nên cái việc nó xảy ra suốt 2 năm như vậy, lời của Đức Chúa Trời trong sáng thế ký chương 38, chương 39 đó, suốt 2 năm như vậy thì đột nhiên vua cũng nhìn thấy chim bao, 7 con bò mập bị 7 con bò ốm nuốt đi mà không ai giải thích được hết.
đồn đó lâm ran ở trong suốt triều đình ra tới ngoài dân chúng. Bây giờ cái vị quan mà còn sống đó được giải thích cái cơn kia, bà nói là ô, trong cái chốn lao tù của vua đây có một chàng trai cũng có người giải thích được điều đó. Thế là Joseph được đem ra hớt tóc, cạo râu, trang phục mới, trình diện để giải thích chị bào đó cho Potiphar. Bây giờ vua đã cất nhắc Joseph đó lên làm tể tướng của vương quốc Ai Cập, từ một tù nhân bị bán vào trong vòng tay của người Madian, từ một tù nhân bị quăng vào trong khác ở tại Ai Cập, bây giờ lại trở thành tể tướng của vương quốc Ai Cập. Và lời của Chúa trong Chí Thiên đã chép như thế này: Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi, người ta cột các người vào cùng, làm các người bị còng bị xiềng, cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người, cho đến cái ngày mà lời của người nói được ứng nghiệm. Joseph đã nói gì mà lời đó phải được ứng nghiệm? Cho Joseph có một con chim bao khi ông ở trong tuổi 16-17 đó, mấy cái bó lúa chung quanh cái bó lúa của Joseph đều nằm rộng xuống hết, riêng chỉ có cái bó lúa của Joseph thì còn sừng sững đó mà thôi. Cho nên cao nó là của ông, lẽ các anh là tụi tao đây sẽ quỳ lại khóc tại sao, thì nó họ ghét. Rồi là Joseph lại kể thêm một chim bao nữa là mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi rạp xuống trước ông hết, một trong các ngôi sao đó. Thì đến nỗi cụ gia tốt nói gì, không lẽ tao với mẹ của mày và các anh của mày đều quỳ lại trước mặt mày hết đó sao? Nhưng mà đó là chương trình của Chúa dành cho Joseph. Và Joseph nói ra người ta không có cái nhìn thuộc linh, không có nhãn quan thuộc linh, cho nên không có biết rằng đó là chương trình Chúa khải tỏ trên con người là Joseph. Cho nên đến lúc đến kỳ, tất cả những điều Joseph nói đó được ứng nghiệm. Nhưng mà xin thưa với con cái của Chúa, để lời đó được ứng nghiệm, để đắc thắng và tin cậy vào Chúa không bao giờ quên, Joseph đã phải trải qua trong suốt 13 năm khổ sở như vậy. Thì lúc ông bị bán là ông 17 tuổi, mà khi ông làm tể tướng của Ai Cập là ông 30 tuổi, chịu đựng gian lao như vậy trong suốt 13 năm. Nếu ông chỉ chịu khổ thì khoảng 8 năm ông mang đến Chúa là: Chúa ơi, thôi bây giờ con chịu hết nổi rồi, kệ bây giờ Chúa cho sao con chịu vậy, cho bây giờ 13 năm trọn như vậy con chịu không nổi đâu. Chắc là Joseph không có một lời than vãn như vậy, ông chỉ tin cậy nơi Chúa mà thôi. Cho nên con người này đã sống và làm đẹp lòng Chúa, để nơi Chúa cất nhắc và Chúa đưa lên cai trị cả nhà của Ai Cập. Ở đây đó là vua sai tha Joseph đến cai trị các dân dạy tha người, vua lập người làm quản gia, làm quan cai trị hết tại tài sản mình, đặng mặc ý người trói buộc quân thân và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Dạy dỗ các trưởng lão trong Ai Cập lúc bấy giờ có nhiều người lớn tuổi lắm, có thể là cố vấn cho vua được nhưng mà không biết được chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc Ai Cập và vùng Canaan. Chỉ có con người đã từng làm nô lệ đó lại bày tỏ được. Đây cũng chính là điều lạ lùng mà con cái của Chúa nên đọc, nên học lời của Đức Chúa Trời. Nhiều người cứ tưởng là thế giới của chúng ta ngày sẽ tốt đẹp hơn, rồi chúng ta sẽ thắng được động đất, chúng ta sẽ thắng được sóng thần, chúng ta sẽ xây dựng nhà và ở trong nhà đó cả 100 năm, 200 năm, thậm chí nhiều nữa, không có gì hết, bởi vì khoa học tiến bộ lắm. Nhưng mà con cái của Chúa đã đọc thấy sai rồi. Đất đều vỡ lở, đất đều lóng chóng như cây bọc. Từ đây đến ngày Chúa của chúng ta trở lại, nhiều cơn động đất, nhiều biến thiên ở trong thế giới này như lời của Đức Chúa Trời trong tiên tri Ê-sai đã bày tỏ. Nếu con cái của Chúa đọc trong Khải Huyền thì chúng ta sẽ thấy thế giới về tình trạng đạo đức càng ngày càng băng hoại hơn nữa, cho nó không tốt đẹp như là điều chúng ta ước ao đâu.
Joseph hiểu được chương trình của Chúa. Chúng ta hiểu được chương trình của Chúa miễn là chúng ta ở trong vòng tay của Ngài và biết rằng Chúa không bao giờ quên dân sự của Ngài. Lời của Chúa trong Tin Lành Giăng chương 13 câu 1: kẻ nào Chúa yêu thì Chúa yêu cho đến dạ đến lâu bao lâu ạ? 2025. Dạ không phải, Chúa yêu cho đến cuối cùng. Dầu cho thế giới này sẽ tồn tại bao nhiêu năm thì kẻ nào Chúa yêu thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Xin hãy tin cậy nơi Chúa, Chúa không bao giờ quên. Còn Joseph, Chúa không quên. Thì ngày hôm nay dân sự của Chúa hàng tỷ tỷ người trên thế giới đã thuộc về Ngài, Chúa cũng không bao giờ quên. Chúa không bao giờ quên. Dầu người đàn bà có thể quên con mình cho bố, nhưng mà ta sẽ không bao giờ quên các ơn. Đó là lời hứa sắc son của Chúa dành cho dân sự của Ngài trên thế giới. Ông Kinh Thánh, hãy đọc Kinh Thánh và hãy áp dụng lời của Chúa từng ngày trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Tôi đã kể rồi và tối nay tôi nhắc lại một lần nữa để con cái của Chúa có thêm những kinh nghiệm và chúng ta đừng bao giờ lầm lẫn. Khi học vào cuộc đời của Joseph, thì một trong những con cái của Chúa giơ tay lên và nói với giáo sư trường chủ nhật của mình: thưa ông, Joseph được cưới bà Mary, trinh nữ Mary là phải lắm. Thì ông hỏi chị, tại sao mà Joseph cưới bà Mary là phải lắm, đó là chương trình của Chúa kia mà, phải không? Ông không có đọc Kinh Thánh, ông hiểu Kinh Thánh sao? Joseph thắng được các vụ của bà Phô-ti-pha, cho nên Chúa cho Joseph cưới được Mary là phải lắm. Ông giáo sư Trường Chủ Nhật cười rồi ông nói rằng, thôi nếu mà anh hiểu Kinh Thánh như vậy, chị hiểu Kinh Thánh như vậy là chết rồi. Hai con người này sống cách nhau 17 thế kỷ, Joseph con của Gia-cốp là khác, còn Joseph chồng của Mary là khác. Chứ không phải vì tôi thắng các vụ của bà Phô-ti-pha đó mà Chúa cho cưới được trinh nữ Mary, phải. Hai người đã sống cách nhau 1700 năm lận. Ủa ai biết đâu, Joseph tưởng con mình ổng chứ, sao tưởng mình ổng được. Joseph cũng cựu ước khác, Joseph cũng tâm ước khác. Bây giờ tôi xin con cái của Chúa cùng đọc với tôi Roma chương 8 còn 8 đến 30. Roma chương 8 còn 28 để đến câu thứ 30 để tóm lại bài học mà chúng ta học tối nay. Xin mời chúng ta cùng đọc. Và chúng ta biết là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ Ngài gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con Ngài được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, kẻ Ngài đã gọi thì đã xưng là con mình, những kẻ Ngài đã xưng làm công bình thì Ngài cũng đã làm cho mình. Câu thánh kinh này không những áp dụng cho Phaolô, áp dụng cho hội thánh của Chúa trong thế kỷ thứ nhất, áp dụng cho cuộc đời của chính Joseph, nhưng cũng chính là bài học cho mọi chúng ta. Mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không yêu mến Chúa thì mọi sự hiệp lại làm hại chúng ta mà thôi. Thấy đó là bất hạnh, bất hạnh và bất hạnh. Nhưng vì chúng ta yêu kính Chúa cho nên mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và Ngài đã làm cho vinh hiển đối với Joseph, đối với Phaolô, đối với quý tôi, đối với con cái của Chúa qua các thời đại, thì Ngài cũng làm cho chúng ta được vinh hiển. Vinh hiển trong đời này và vinh hiển trong cả đời sau, thì Chúa cho phép chúng ta gặp gỡ chính Ngài trong ngày Chúa của chúng ta hoàn lành. Amen.